Cái này là trái thốt nốt non. Người ta bào ra là người ta nấu canh. Đường bên hông chùa đi lên núi. Cái ông gò mình đặt á, là loại này nè. Nhưng mình làm nhỏ lại để thành cái chậu. Mình làm cách điện nó thành cái chậu bông. Mình chọn cái bông nó xong. Tiếp tiếp cái ông nói mà anh vô mà ao dê mà phiếp. Từ mấy chạy đón chú thương bánh bao ta nơi nế thọt tới. Nếu cái lò ông lò này ông lò lớn luôn. Ôi giời, có bộ bệnh biết à. Phụ Tam thôn đá phụ mình có bộ nó ạ chè xì kẻ quế nè. Chè áp, chè tiết. Ngày, bà cài mới à. Bà cài lên kia nè. Nè. Ngày, có bộ mình cả đấy. Ấy, ấy, phẹ tam thôi ấy. Hả? Miền Bắc buồn rồi, ở ban cả biết ra, tại ở ban này nay phép anh có anh thở không anh? Cái thư chị Gran nữa, biết không biết làm không? Học đi, học làm đi. Lớn mới làm á, nhỏ nhỏ vậy học cho biết lượt cho lượt lớn phải bỏ kia lớn, biết toàn dân không? Lớn này. Con của mồm này xin liệp bẻ sát tới ná vậy. Tên vô thư ấy, thư nghiệt hay thư ấy? Thư lúa à? Phần năng bay ổi nha. Hai chị. Phụ nâng ạ tới riêng nè. Ui, nửa ca vừa khlăng mong à. Áo, phụ nữ xa nửa ca khlăng khlăng vậy. Nên mấy anh khơi mới chỉ còn từ viên nơi phùm nà nấy màu nấy thế là. Nhớ. Ta. Khi ạ, mình khi ạ bay á. Khi ạ ngày muốn bay. Anh ấy ban nấy. Hả? Mai nè mai anh ấy khom một mau đây nè một sôi chẳng đấy. Cái sớm này người ta làm ông lò mà làm luôn mấy cái nồi đó vô á, tôi đặt làm mấy cái nồi này nhưng mà làm nhỏ hơn nữa cỡ bề ngang cỡ 2 tấc thôi đó. Mà ấy cái đục lỗ dưới này nè,
khi ta làm mới cho người ta phát án cái lỗ cho đó. Đặng làm cái gì? Để trồng bông. Cách điệu để làm trồng bông. Rồi cái nồi đó, có cái dĩa ở dưới để hứng nước. Học ba nè, phải mà. Phải mà. Nước giếng này ngọt nè. Cái này tới mùa hạn có cạn không? Không hả? Rồi cái giếng này ở giữa làng mà cái giếng này cái nước nó ngọt à, cái này mình nấu cơm được không? Cái này chỉ gánh nước nè. Gánh đi tới đâu rồi? Ở hẻm này đi vô hả? Rồi múc đi. Rồi bà gánh, tôi quay bà gánh nước coi. Cái này ở trong làng Nam Di, Nam Di giữa chỗ cái cái nó tay nó nông mảnh này nó cứ thư sò sao nào đã. Cái này là tay thuốc nốt non. Người ta bào ra là người ta nấu canh, canh trái thuốc nốt. À sò nó không nên đặng co lý như gì? Đặng co hay đặng để chơi thật trâu. Dê. Nên đặng dê có để ngải bún. Xả ớt cái này trái thuốc nốt non người ta bào người ta làm người ta nấu canh ăn người ta làm rau ngon mấy bò tôm mai dương hổ ở Việt Nam mai cái này là trái thuốc nốt. Trái thuốc nốt ra bào người ta nấu canh. Cái thoát nghe lên cái hệ tất chục đem lên. Toàn mưa cạp. Ủa nâu nâu. Nâu chút bọt người dân mấy. Ôi mẹ sao cô ca cô la đi vui. Mấy khả lắng á. Tôm tôi nhớ say. Té đây. Té mấy đôi chùm một mà. Bạn bay đó ấy. Nó tí tiết lốm á, nó tí tiết lốm. Nó chùm một bên á. Mình đã ái. Mình đã ái té thông á. Ngày muốn kỳ chiến ôi, bà ru hơi bà ru. Lấy chiến tiết mở, che chiêng hả? Con này được con chúa nào vậy? Hả? Bye bye. Bye bye.
Thế người ta cài bữa hôm qua, bữa nay mấy con cò nó ra đây nó kiếm ăn. Con cò nó bị cái giò sao nhảy tọt.